Chào các em quay lại kênh review đồng hồ chính thức tuần phát authentic. Lâu lắm rồi mình mới lên tay review chi tiết một dòng sản phẩm rất là chất. Mình sẽ review dòng Orient Golden 2, dòng version 2 đã được cải tiến từ dòng version 1. Nó được thêm đầy đủ các chức năng. Dòng máy là dòng máy F6T22 nhé, sẽ đầy đủ các chức năng handwriting và hacking stop. Rồi ok, trước mặt anh em đó là dòng mẫu FAG03002B0, mặt dial khá là đẹp. Với tầm giá 4x triệu thì mình cho em này 9,5 điểm. Rồi một mặt dial màu đen nguyệt nhé, các chấm chỉ vạch và kim đều được mạ vàng, rất là sang trọng và tinh tế, tạo điểm nhấn cuốn hút cho em nó. Anh em có thể ý là Onyx, nên dòng này là không có thứ, và đặc biệt là có hoa bù lại là em nó có một góc từ 8 giờ đến 10 giờ là ô open hết ở van tim, rất là đẹp, rất là chất, rất là sexy anh em nhé, khá là to. Chân kính của em nó đang chuyển động rất là nhịp nhàng. Mẫu Dress Vasta Golden Eye version 2 này được trang bị kính sapphire nguyên khối chống chảy chống xước anh em nhé. Size mặt của em nó là 38,5 mm, rất dễ lên tay với các anh em từ 16 chấm trở lên là có thể lên tay em nó rồi, rất đẹp. Các cọc số là cọc số vạch riêng, góc 12 giờ là góc 6 giờ là cọc la mã nhé. Núm, núm có logo hai chú sư tử đấu đầu nhau, cũng là được mạ vàng hết. Em này độ chống nước của em nó là 50 mét, đi mưa rửa tay là rất ok anh em nhé. Mặt dial đen huyền và bao mặt em nó là vòng benzen cây và thân toàn thân thép không gì sáng bóng. Em này là có 3 chỉ to và 2 chỉ mảnh ở giữa anh em nhé. Vì đây là mẫu mới, mình cũng không tiện bóc siêu dây của em nó ra. Mình đều có đánh bóng và phay xước anh em nhé, rất đẹp. Em này độ dày mình nhớ không nhầm nó xấp xỉ nó khoảng tầm 10 anh em nhé. Bây giờ mình xuống mặt đáy của em nó nhìn rõ hơn, mở khóa ra đây là khóa gập cơ bản. Thử mặt đáy em nó có gì không nhá. Toàn bộ đáy em nó là đáy mặt trắng hết, có dán tem của Orient. Khóa
khóa bấm gập đôi khóa nạch anh em nhé. Logo của Orient. Mẫu này là được anh em khá là săn lùng thời gian đầu năm và đến hiện tại vẫn đang là hot sale của bên mình. Đây là sổ sách em nói. Vẫn đang là hot sale với mức giá săn sale vô cùng hợp lý. Anh em nào có nhu cầu nên tay em nó trải nghiệm Hano Inbox ngay cho shop. Rồi ok, đây mình nhằm chia sẻ cơ bản chi tiết hơn. Trước kia mình đã review cho anh em. Anh em nào yêu thích có thể đăng ký like, subscribe và ủng hộ kênh của mình để theo dõi thêm các video tiếp theo của bên mình nhé. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào cả nhà.